Ok, trước khi chắp bút về đề tài này thì mình cũng có chút chần chừ. Kiểu như là biển lớn, nghe to tát nhỉ. Chả biết là đi nước nào mà lại đặt tên bài kêu như thế. Không để bạn phải đợi lâu, mình trả lời luôn. Mình chuẩn bị viết về Trung Quốc. Ok, nếu mà bạn ghét Trung Quốc và thấy Trung Quốc là một cái nước na ná như nước mình và không muốn quan tâm đến cái lũ tẩu khựa thâm nho ấy thì mời bạn đọc tiếp. Bởi vì những sự thật dưới đây sẽ khiến bạn hiểu thêm về đất nước và con người ở xứ này. Cũng phải mất 5 tháng đắn đo trước hai offer đi sinh hay là đi chung thì mình mới ký vào bản hợp đồng sang Thâm Quyến để làm việc. Trước đó thì mình cũng tìm hiểu về công ty, về thành phố sắp đến, xem mặt mũi nó như thế nào, tốc độ phát triển ra sao, có gì hay ho và mình sẽ làm được gì ở mảnh đất đó. Thâm Quyến, tên tiếng Anh là Shenzhen, là thành phố trực thuộc của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thâm Quyến nghĩa là con lạch sâu, nhưng tên địa danh này trong tiếng Việt thường được phiên âm sai thành Thẩm Quyến. Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc do lợi thế nằm giáp Hồng Kông, lúc đó còn là thuộc địa của Vương quốc Anh. Việc thành lập đặc khu này được coi như là thử nghiệm mô hình cải cách kinh tế Trung Quốc. Địa điểm này được chọn vì cả dân Thâm Quyến và dân Hồng Kông đều có chung ngôn ngữ là tiếng Quảng Đông, chung văn hóa và dân tộc nhưng lại có giá nhân công và đất đai rẻ hơn rất nhiều. Ý tưởng đã thành công rực rỡ, tạo tiền đề cho Trung Quốc đẩy nhanh quá trình cải cách mở cửa kinh tế. Vâng, một thành phố trẻ, trẻ măng luôn, nhưng GDP hiện nay đã là top 10 thành phố giàu có nhất Trung Quốc, chỉ sau Thượng Hải và Bắc Kinh. Có thể nói Thâm Quyến là thiên đường công nghệ, nổi tiếng với các nhà máy lắp ráp như là Foxconn, Apple, Lenovo và các công ty phần mềm đầu não như là Tencent, Baidu, Youku của Trung Quốc cũng nằm vùng ở thành phố này. Lúc trước công ty mình ở Bảo An, gần sân bay quốc tế Bảo An, sau đó 2 tuần thì công ty chuyển văn phòng đến quận Quang Minh. Quang Minh thì gần như là vùng ngoại ô, không được gần trung tâm nhộn nhịp như là Long Hoa hay là Phú Thiên, nhưng được cái không khí ở đây rất trong lành và yên tĩnh. Mình thì thích khu này hơn là Bảo An, vì ở Bảo An tấp nập nhưng lại rất ồn ào bởi tiếng động cơ, máy bay, ầm ĩ cả ngày. Người ở Thâm Quyến thì 99% là người tứ xứ, 1% còn lại là dân bản địa, thì cực kỳ giàu bởi họ được chính phủ mua đất với giá rất cao. Trước đây Thâm Quyến chỉ là một làng chài nhỏ, sau chính sách của Đặng Tiểu Bình thì đã trở thành đặc khu kinh tế và phát triển một cách nhanh chóng. Mà đã ở nhiều vùng khác nhau thì trình độ văn hóa cũng rất khác nhau. Tầng lớp trí thức, tốt nghiệp đại học cao đẳng, phần lớn thì đều làm giám đốc và nhân viên văn phòng, chủ yếu là làm sales. Tầng lớp tốt nghiệp cao trung trở xuống thì làm tại các khu vực nhà máy, xưởng sản xuất, lắp ráp. Ở Thâm Quyến không có nhiều người Việt như ở các tỉnh gần biên giới Việt Nam. Người Việt thì thường tập trung nhiều nhất ở vùng Quảng Tây. Nên là khi mà mình giới thiệu mình là người Việt Nam thì rất nhiều phản ứng đủ thể loại ố á khiến mình sốc đến tận não. Tụng chung lại thì có những câu hỏi như thế này: Việt Nam nói tiếng Trung hay tiếng Thái hay là tiếng Anh vậy? Vài bác còn hồn nhiên chào mình: Sawadikap. Người Việt có ăn cay không? Có món ABC như ở bên này không? Việt Nam có rất nhiều xe máy đúng không? Nghe nói là phụ nữ Việt Nam giỏi cơm nước giặt giũ đúng không nhỉ? Du lịch Việt Nam rất rẻ đúng không? Việt Nam nổi tiếng với chiến tranh và Hồ Chí Minh phải không? Bla bla bla. Toàn những câu hỏi nghe rất khó chịu. Đại ý là trong mắt đại đa số người dân Trung Quốc thì Việt Nam là nước bé tẹo, nghèo, chả biết có tiếng mẹ đẻ hay không, hay là phải mượn thứ tiếng của nước khác. Phụ nữ Việt Nam thì sang đây lấy chồng dân tộc đầy ra, nhiều bà lấy mấy chồng trong vài năm, về đến Việt Nam thì giàu sụ. Thế đấy, hóa ra là mình không ưa nước của họ như thế nào, thì họ cũng chả có cái nhìn thiện cảm tốt đẹp gì về mình. Người Việt thì hay nói là bọn Trung Quốc thâm lắm, muốn chiếm nước mình, rồi hại dân ta bằng cách thải bao nhiêu hàng dở, hàng giả qua biên giới. Bọn lái thương thì mua sừng trâu, lá non, những loại hàng nghe thì dở hơi với giá cắt cổ, mua chuộc mấy bác nông dân hám lợi nhỏ rồi sau đó bốc hơi, để rồi nước mắt lưng tròng, mấy vụ sau thì cũng không hồi lại được vốn. Bọn Trung Quốc ấy hả? Vô văn hóa, đi đâu cũng nói to, khạc nhổ, không có ý thức,
làm là. Quay lại vấn đề Việt Nam trong mắt của người Trung Quốc, là một đứa hiếu thắng nên lúc đầu mình cũng phản ứng khá là gay gắt. Nước của tôi có ngôn ngữ riêng, tôi cũng học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Nước chúng tôi đã hoàn toàn độc lập dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Quê hương tôi nổi tiếng với danh lam thắng cảnh như Vịnh Hạ Long, hang Sơn Đỏ, áo dài, ẩm thực Việt, cà phê. Nói chung là mình đã nói bằng tất cả sự tự hào. Và thực tâm thì mình cũng chẳng đánh giá cao mấy người mà không biết về Việt Nam. Vốn tiếng Anh thì cũng bình thường, chỉ thao thao bất tuyệt nói về lịch sử Trung Hoa. Ông bà ta có câu là nhập gia thì phải tùy tục, nên là sau đó mình cũng bắt nhịp khá nhanh với cuộc sống mới. Dù là vẫn không ăn cay, đây là thiệt thòi rất lớn khi ăn tập thể, vì người Trung ăn siêu cay. Mà dị dạng nhất là bên này không có cái món nào gọi là món luộc cả. Tất tần tật đều phải xào, phải có dầu mỡ, không biết ăn rau sống, cái gì cũng phải ăn chín uống sôi. Lại phải nói là uống sôi theo đúng nghĩa đen nhé. Mùa hè người ta vẫn uống nước nóng. Một điểm thiệt thòi nữa cho những người nước ngoài ở Trung Quốc, đó là không có Google, không có Facebook, Twitter, Instagram hay là YouTube. Tất cả đều được thay thế bằng kênh riêng, có chức năng tương tự như là Baidu, WeChat, QQ, Youku và bằng tiếng Trung. Hồi đầu thì cũng khó chịu lắm, nhưng mà giờ sống chung với lũ này quen rồi, xin xỏ xếp mua VPN cho vụ marketing về dùng thì cũng không đến nỗi lạc hậu lắm. Để cho công tâm thì có tiêu cực cũng phải có tích cực. Bên trên che ỏng che eo hết rồi, phần dưới đây sẽ khen pha một chút ngưỡng mộ. Người Trung Quốc thực sự là những con ong chăm chỉ. Thâm Quyến là thành phố 24 giờ, không lúc nào ngủ. Giờ làm việc hành chính bên này là 9 giờ đến 12 giờ, chiều là từ 14 giờ đến 18 giờ. Nhưng mình chưa bao giờ thấy bất cứ nhân viên nào rời văn phòng lúc 6 giờ. Thường họ làm đến 8 giờ mới nghỉ. Các quản lý, trưởng phòng, giám đốc thì ăn tối lúc 7 giờ và quay lại làm việc đến đêm. Văn phòng lúc nào cũng sáng. Có hôm mình quay trở lại công ty lấy hàng vì bên ship hàng quên lúc 12 giờ đêm. Xưởng sản xuất vẫn sáng đèn làm việc. Ngày hôm sau cũng không có ai đi làm muộn vì lý do tối tăng ca. Với họ là họ làm cho họ chứ không phải là làm cho công ty. Càng những người trẻ thì càng làm hăng say. Sau vài ba năm tích lũy được kinh nghiệm, nếu có khả năng thì sẽ mở một công ty con tự kinh doanh. Làm không chơi thì chả khác nào đánh rơi tuổi trẻ. Có làm cũng phải có ăn, có chơi. Khu vui chơi ở đây thì không thiếu, thể loại nào cũng có. Các quán ăn đêm, karaoke, bar, nhạc nhẽo, nhà hàng, spa mở cả ngày. Có cả những khu chuyên cho khách Tây do chính những người nước ngoài làm chủ, kiểu như phố Tây Bùi Viện ở Hồ Chí Minh hay là Tạ Hiện ở Hà Nội vậy. Trung Quốc cũng khiến cơ số quốc gia khác phải ghen tị vì kỷ lục những ngày lễ. Hầu như là tháng nào cũng có ngày nghỉ lễ, quốc khánh họ nghỉ 7 ngày. Thường cùng đợt với Tết Trung Thu với ý nghĩa là đoàn viên nên sẽ nghỉ xuyên 8 đến 10 ngày. Nghỉ Tết Nguyên Đán ít nhất là 10 ngày. Những ngày lễ con thì là 1 đến 2 ngày, chắc cũng phải đến gần 100 ngày một năm. Wow! Có hai điều mà mình thích nhất ở xứ này là giao thông và cảnh sát. Thâm Quyến là thành phố cấm xe máy. Các phương tiện có thể tham gia giao thông là xe buýt, xe đạp, ô tô, xe tải, tàu cao ốc trên không và xe khách. Xe đạp bên này thì bạt ngàn, ra đường thì lúc nào cũng thấy xe đạp dựng đầy góc đường, không có ai trông coi cả. Nhìn thì tưởng dễ dàng dắt về nhà chơi đấy, nhưng mà không, trên đời này chẳng có cái gì miễn phí cả. Muốn đi thì dùng WeChat, scan mã QR, một tiếng hết một nhân dân tệ, tương đương với 3.300 đồng Việt Nam và rất tiện lợi cho việc di chuyển ngắn. Xe máy điện hay xe đạp điện ở bên này thì được trang bị mấy chiếc ô nhìn trông rất là mất mỹ quan, nhưng tiện lợi vô cùng, che mưa che nắng, chỉ việc nhảy lên xe và đi, mưa không đến mặt, nắng thì không đến đầu. Còn các phương tiện công cộng thì khoảng 2 đến 3 tệ một lượt, có thể trả bằng thẻ xe buýt, quét mã hoặc là tiền mặt. Với quãng đường xa thì lên xe, khách tự bỏ tiền vào thùng tiền ở cạnh tài xế, tương tự như là xe buýt ở Hồ Chí Minh. Chính vì không khói nên đường xá ở đây khá là trong lành, không bụi bặm. Cụm dân cư nào cũng có công viên nhỏ để mọi người tập thể dục. So với những thành phố ở Việt Nam thì đáng yêu hơn hẳn ở cái khoản dễ thở. Cảnh sát là điểm cộng to đùng ở Thâm Quyến. Cảnh sát giao thông bên này thì siêu nhàn vì tất cả đường xá đã có hệ thống camera giám sát. Họ chỉ xuất hiện khi có những trường hợp tai nạn hoặc là tình huống bất ngờ xảy ra. Ngày ngày thì mấy ông ở trụ sở kiểm tra hóa đơn vi phạm luật,
gửi tin nhắn về WeChat cho mấy ông bà chốt dại vượt đèn đỏ, không đeo dây an toàn. Ông bà nào mà cố tình không trả, thì hệ thống tiền ở trên WeChat sẽ tự động được trừ gấp đôi mức phạt luôn. Chạy đâu cho khỏi nắng chứ. Chắc là cũng vì công việc nhàn hạ, nên là cảnh sát ở đây rất hiền, ra đường gặp dân thì vô cùng thân thiện. Mình là người nước ngoài, phải đến sở cảnh sát nơi cư trú xin xác nhận tạm trú thì được các anh chị tiếp đãi rất tử tế, nhã nhặn, lấy ghế mời ngồi. Sau lần đầu đăng ký thì bỏ ép số QQ anh. Tháng sau gia hạn chỉ việc chụp lại thông tin, xuất cảnh nước khác thì quay về đây cũng được. Anh làm in ra rồi scan gửi qua file, cứ thế tự in ra, mang số cục xuất cảnh, đỡ phải đến sở cảnh sát nhiều lần, mất thời gian, ảnh hưởng đến công việc. Đáng yêu thế không biết. Hiện tại thì chỉ có mình là người nước ngoài ở công ty, khối dân văn phòng gọi tên tiếng Anh của mình là Cherish, còn anh em ở bên xưởng sản xuất thì gọi là Tiểu Vũ cho thân mật. Công ty hay đi chơi cùng nhau, nhân những dịp sinh nhật nhân viên, cuối tuần, hay chỉ bị cô cùng phòng rủ nhau đi mua sắm, spa gì đó, nhưng vẫn rất nhiệt tình Google Dịch giúp đỡ, khá đáng yêu và khiến mình có những cái nhìn thiện cảm hơn về Trung Quốc. Họ cũng biết thêm được là Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, người miền Bắc không ăn cay và người miền Trung thì có tiếng địa phương nặng như là người Hồ Bắc ở bên này. Rồi Việt Nam đã chiến thắng Pháp, Mỹ ra sao? Chúng tôi có phở ăn ngon như thế nào? Công dụng của rau thơm, rau sống với sức khỏe mà người Trung Quốc đã bỏ qua. Khi con người ta cởi mở với nhau, mọi khoảng cách về địa lý, văn hóa dường như cũng ngắn lại. Mọi người lại mời mình đi những thành phố khác như là Vũ Hán, Đông Quan, Quảng Châu, Giang Tây trong những dịp nghỉ lễ. Mỗi vùng lại có một ngôn ngữ địa phương khác nhau, một đặc sản khác nhau. Nhưng có đi thì chúng ta mới thấy được nhiều hơn là mất. Và nhất định rồi, có cơ hội, mình sẽ mời họ về Việt Nam, mời họ trải nghiệm cái giải đất hình chữ S nhỏ xinh này. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderum.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.